vừa đặt chân đến ga chặn cuối cùng của tàu điện ngầm số 1 là Hoán Chiếu Tu Gia Chi. Hôm nay Vi đưa mọi người khám phá một nơi có thể nói là đông khách nhất Bắc Kinh, và đặc biệt đối với các bạn trẻ em. Ra khỏi tàu điện là có thể đến ngay. Đó chính là khu nghỉ dưỡng toàn cầu Bắc Kinh. Khu nghỉ dưỡng toàn cầu Bắc Kinh nằm ở quận Thông Châu, giáp vành đai 6, thành phố Bắc Kinh, là khu phức hợp phim trường và công viên giải trí lớn thứ 3 châu Á và thứ 5 toàn cầu. Hôm nay chúng Javi dẫn mọi người đến chơi khu giải trí Universal Bắc Kinh. Tại đây, bạn có thể xuyên không gian để trở về với những bộ phim cách đây 50 năm và còn nhiều điều thú vị khác nữa. Hãy cùng Vi khám phá Universal Studios Bắc Kinh thôi nào. Bây giờ chúng ta cùng đi vào bên trong nhé. Nơi đây sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn bao quát về thế giới sản xuất phim. Nên đây đã trở thành một điểm đến cực kỳ lý tưởng mà bạn không nên bỏ qua khi đi du lịch Bắc Kinh nếu bạn muốn ngắm nhìn những bối cảnh điện ảnh kinh điển hay khám phá những trò chơi mới lạ, độc đáo. Trong công viên có 7 khu vực chủ đề, 37 điểm tham quan và vui chơi, 24 buổi biểu diễn giải trí, 80 nhà hàng ăn uống với cả 30 cửa hàng bán lẻ. Một trong những khu tham quan ấn tượng phải kể đến khu tham quan và vui chơi gấu trúc Kung Fu lấy cảm hứng từ bộ phim cùng tên. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm thế giới gấu trúc Kung Fu trong cuộc hành trình đầy phong cách Trung Quốc cùng A Bảo thực hiện giấc mơ trở thành cao thủ võ thuật. Rồi, cuối cùng cũng đã đến. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thế giới phù thủy của Harry Potter. Đây có thể nói là một khu vực vui chơi đông khách nhất trong công viên. Nếu bạn là một fan cuồng chính hiệu của Harry Potter thì đây chắc chắn là điểm dừng chân đầu tiên của bạn. Và trong thế giới phù thủy của Harry Potter, lâu đài Hogwarts cũng là một trong những phần chính của cuộc hành trình với nhiều thứ để bạn khám phá. Và sau đó thì bạn cũng có thể ghé đến cửa hàng Ollivander. Nhưng vì hôm nay đông khách quá, mình không chơi được hạng mục này. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với thế giới nước nhé. Hành trình tiếp theo, chúng ta cùng đến với thế giới Jurassic. Ở đây đã tái hiện lại thế giới của khủng long. Và du khách có thể tiếp cận với khủng long cùng khám phá rừng nhiệt đới bí ẩn trong cuộc hành trình mạo hiểm ở đảo Nublar.
Khỏi thế giới khủng long đáng sợ thì chúng ta cùng đến với một mảnh đất dễ thương và đông vui thôi nhá. Đó chính là Funland. Khu vui chơi này lấy cảm hứng từ bộ phim Despicable Me, tái hiện lại nhiều nhân vật và cảnh quay trong phim, đưa du khách có thể trở về tuổi thơ. Những cuộc hành trình vui nhộn và dễ thương trên vùng đất Minion cũng đã kết thúc chuyến đi ngày hôm nay. Mà vẫn còn nhiều điểm tham quan mình chưa khám phá như là khu vui chơi kim cương. Đây mà, nhớ bé hồi ra, anh chàng hoài à, khai sư bà, hả bà hả? Wow, mọi người bây giờ thì trời đã tối rồi. Trong một ngày vẫn có rất là nhiều người. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, chẳng qua chỉ là mê.